Phim của Đàm Tùng Vận sắp chiếu, Lâm Canh Tân điển trai cao to, nhưng có một điểm không bằng Trung Hàn Lương. Bộ phim do Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân đóng chỉnh đã vượt qua ải kiểm duyệt gắt gao. Tin vui cho các fan của Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân là bộ phim Xin Gọi Tôi là Tổng Giám đã được cấp giấy phép phát hành. Số tập phim dự kiến của Xin Gọi Tôi là Tổng Giám là 32 tập. Trong đó Đàm Tùng Vận đóng vai nữ chính Ninh Mông, còn Lâm Canh Tân thì đóng vai nam chính Lục Kỳ Minh. Sau khi lấy được giấy phép phát hành, phía sản xuất Xin Gọi Tôi là Tổng Giám sẽ tiếp tục làm việc với các nhà phát hành để ấn định lịch chiếu. Hiện tại khả năng xin gọi tôi là tổng giám có được lên sóng truyền hình hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Trong xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông, cô gái nuôi nuôi ước mơ trở thành một nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh Lâm Canh Tân, lại cho rằng Ninh Mông không có tổ chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng của Lục Ký Minh nữa để tự tìm con đường sáng của riêng mình. Sau này giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, hai người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn. Nhiều khả năng xin gọi tôi là tổng giám chính là sự ăn đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau bộ phim gây tiếng vang cầm tâm tựa ngọc. Tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn hơi lo ngại một chút, bởi Mỹ Nam đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận ở tác phẩm này, Lâm Canh Tân lại không có diễn xuất, thuyết phục khán giả. Thêm nữa đời tư với nhiều tin đồn tiêu cực, cũng khiến Lâm Canh Tân bị chê bai, không bằng ông chủ U50 Trung Hà Nương, người vừa đồng cặp cùng Đàm Tùng Vân ở cầm tâm tượng Ngọc. Lâm Canh Tân điển trai và cao to đấy, nhưng về mặt thiện cảm với người qua đường, nam diễn viên vẫn còn có khoảng cách so với Trung Hà Lương. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!